các thành viên khu vực Bắc Trung đâu ạ? Chuẩn bị này, chuẩn bị này. Hô to, hô vang, hô nhiệt liệt để chào đón tiết mục đặc sản của đội mình. Rồi, tới luôn. Mây xanh hôm nay xuống trời, anh hôm nay hơi buồn, thấy em tự nhiên thắm đời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây, tôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay, đến ngày mùng hai có ai đi nè.